Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Ban Hàng Nhật Âu. Xin giới thiệu cho mọi người em đồng hồ Senco. Cái mẫu đồng hồ này shop đã từng về một vài lần, hình như là một lần hay hai lần gì đó cách đây 2-3 năm, thì đợt này lại về thêm. Cái chiếc đồng hồ này rất là độc đáo bởi vì các bản nhạc của chiếc đồng hồ. Các bác có thể không thích nghe nhạc quét thì mình có thể chuyển sang bên nhạc melody đây. Thì em sẽ bật volume to nhỏ, chỉnh giờ để cho đánh trong giờ, đồng hồ sẽ đánh nhạc. Em sẽ xoay chiếc đồng hồ để cho nó tròn giờ, để cho các bác nghe thử cái bản nhạc của em đồng hồ này. Đây là bản nhạc quét. Em sẽ vặn sang bên này. Các bác không thích nghe cái bản nhạc web thì mình sẽ hướng sang bên này, nhạc melody. Thì ta sẽ xoay chỉnh đến rất là to các bác nhé, nhạc cực kỳ to luôn đấy. Nhạc rất là to. Em này thì là mặt số phay La Mã kim trôi, thiên thần. Đây là hình biểu tượng thiên thần ở phần bên dưới đây, rất là đẹp. Em này được sản xuất tại Nhật và phải nói là em này cực kỳ nặng mọi người nhé. Chất liệu của nó là nhôm phay. Phần hai bên cạnh đây thì nó là chắc có thể là nhựa, nhưng mà em không hiểu vì sao mà họ làm cái chi tiết như này thì cũng không biết, không phải là có đèn, nhưng mà rất là đẹp, bắt mắt. Kích thước của chiếc đồng hồ này là 30 x 17, chạy một viên pin đại. Đây là cái viên pin đại này. Chỉnh giờ, volume to nhỏ ở phần bên cạnh đây. Đây là các bản nhạc của chiếc đồng hồ bên dưới đây. Mã của chiếc đồng hồ là 848. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn. Cái mã là 848. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.